Nhìn anh giống một người, nhìn giống Đường Hưng không? Nhìn anh giống Đường Hưng không? Nhìn giống Đường Hưng vẽ nhỉ? Ôi, nhìn cái thằng Đường Hưng trong nhóm Tam Hổ á, bây giờ nó ra solo nhìn đẹp trai vãi. Khóc. Ôi gãy rồi. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ Hưng và Miu mình chia tay. Kết thúc là điều Hưng không muốn. Hưng biết như thế làm em đau. Không phải vì Hưng đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho Hưng và hãy thứ tha cho Hưng em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên em thôi. Anh cảm ơn Miu nhỉ, sao phải dừng. Cảm ơn Thảo nhỉ. Idol mà cứ đi đổ đậu tặng là sao nhỉ? Tại sao lại dừng hả đại? Địa. Cảm ơn Thảo Ngọc nhỉ. Dừng lại để Địa chuẩn bị lên rồng nhỉ. Mời con rồng của Hưng nào. Mời con rồng nào. Chuẩn bị lên này, chuẩn bị lên rồng này. 2, 3. Hát bài dừng lại đi hả? Nhậu hả? Hưng không biết nhậu, Hưng phá mồi thôi. Có lẽ Hưng và em ta nên dừng lại. Có lẽ Hưng và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Đứa nào bay con bét vào ấy. Anh biết như thế làm em đau. Nữa. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Mèo hiểu cho Hưng và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên Hưng thôi. Cảm ơn mèo. Bú hả? Cảm ơn bú Vinahow nha. À Tú. Sorry Tú nha, Tú Vinahow. Để giờ đây ta đã rời xa nhau. Một tình yêu mà anh ước mơ thuở nào. Nhưng giờ đây anh phải ra đi. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Rồi ngày mai sẽ quên.